Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Võ Hà Trâm ngày càng chăm chút cho con gái thành công chúa. Chỉ hơn một tháng nữa sẽ tròn một tuổi, con gái của Võ Hà Trâm ngày càng lớn, đáng yêu và bụ bẩm thấy rõ. Theo dõi thời gian qua có thể thấy nữ ca sĩ này chăm chút con rất kỹ, không chỉ về thể chất, tinh thần mà còn về cả ngoại hình. Mới đây trên trang cá nhân, vợ Hà Trâm hạnh phúc chia sẻ hình ảnh cực đáng yêu của con gái. Khác với mọi khi, bé Moon được mẹ diện cho áo khoác lông cùng mũ len gắn gấu bông dễ thương. Trước ống kính của mẹ nhóc tì lai Ấn Độ khiến nhiều người phải xích xa so vì đôi má núng nín, môi chúm chím cùng mắt tròn xoe bé muôn mặc áo lông đội nón lên dễ thương nhúc tì được mẹ chăm chút với trang phục dễ thương đôi mắt tròn xoe của em bé khiến nhân tình tan chảy thỉnh thoảng được mẹ lên đầu cho đi chơi xa bé muôn cũng bày tỏ rõ sự thích thú trong hình ảnh được ghi lại, em bé này háo hức đưa mắt ngắm nhìn, khám phá mọi thứ xung quanh. Loạt khoảnh khắc này được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của cư dân mạng. Rất nhiều người dành lời khen cho vợ Hà Trâm khi nuôi con cực khéo, nhúp tiền ngày càng lộ nét lai ấn cực hút mắt, bụ bạm và đáng yêu. Chân tình không khỏi xích xoa trước độ dễ thương của nhóc tì. Nay em muôn được mẹ cho mặc đồ dễ thương như công chúa vậy đó. Mắt em bé to tròn dễ thương quá đi mất. Em bé nhìn giống như búp bê của mẹ vậy đó. Mai mốt lớn hơn mẹ còn cho làm điệu nữa. Bé muôn cưng xỉu nhìn cứ như búp bê. Theo dõi thời gian qua có thể thấy võ hạ trâm là người rất đơn giản trong việc lựa chọn đồ cho con. Trang phục bé muôn mặc ở nhà chủ yếu thiên về sự cơ bản, chất liệu thoải mái, an toàn cho trẻ nhỏ phải đến những dịp chụp ảnh quảng cáo, đi du lịch, đi sự kiện, bé muốn được chăm chút nhiều hơn với những kiểu trang phục đều đa, biến hóa thành công chúa nhỏ. Gần đây, nhóc tỳ được mẹ đưa đi đến một sự kiện đông người, bé gây chú ý khi diện bộ yếm in họa tiết, kẹp một chiếc bòm hình con gấu cực dễ thương. Khi chụp ảnh quảng cáo cùng mẹ, bé Moon diện bộ trang phục màu sắc sặc sỡ, tươi tắn với chiếc nơ lớn được buộc trên đầu cực điệu đa. Ngày càng lớn, con gái Phò Hà Trâm cũng không còn là thanh niên nghiêm túc như trước mà đa dạng biểu cảm hơn. Trên trang cá nhân, bà mẹ một con cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đáng yêu có một không hai của nhóc tiền nhà mình. Thỉnh thoảng cô bé sẽ ăn mặc màu sắc đồng điệu với mẹ như thế này. Là con gái của người nổi tiếng, nhìn chung có thể thấy bé Moon được cho ăn mặc rất đơn giản, thoải mái. Xong ở những dịp phù hợp, nhấp tì cũng được mẹ cho lên đồ dễ thương không khác gì công chúa nhỏ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.